Xin chào các bạn nhé. Ở đây mình có một cái abi nuôi chim. Ngày xưa là mình thường nuôi trong lồng ấy, nhưng mà do bận công việc nên là làm một cái abi này, xong rồi nuôi hết tất cả các loại chim của mình vào. Và một năm qua thì mình thấy là chúng vẫn phát triển tốt và cũng hót suốt ngày. Hôm nay là trời mưa nên là nhìn chim là nó hơi cu rù tí. Là mình khuyên các bạn là nếu mà bận không có thời gian chăm sóc thì cũng nên làm như mình, vừa nuôi được nhiều mà không mất nhiều công. Tắm thì vẫn cho cá cái thau vào cho nó tự tắm. Kia là có một đôi cô gái Thái. Gái Thái thì gái nhiều hơn gái ta. Đây đôi gái ta, nhưng đôi gái ta không gái nhiều đôi gái Thái kia. Trong đây mình có một con họa mi nữa, nhưng mà ở khu dưới kìa. Đấy, góc đồng. Nhưng mà ngoài trước nuôi hót bệnh lắm, vào đây sao không hót. Còn chòe thì vẫn hót, còn chòe than vẫn hót mạnh. Còn gáy thì gáy suốt ngày. Cứ khó này gáy. Chả vào thì nó mau mồm không có nói. Còn kia đôi quê đâm thì nó cũng suốt ngày nó hót. Mình cảm giác nuôi như này cũng vui. Nuôi này không mất thời gian, mình cứ ví dụ như có quên không cho ăn thì chẳng sao, mình để ăn thức ăn thì cũng 2-3 ngày mà mình đi làm công ty ấy, thì thời gian không có nên là nuôi như này vừa thỏa cái đam mê mà lại không mất nhiều thời gian đó. Đi nuôi lồng mà muốn nuôi hết chỗ này thì phải bỏ nhiều thời gian đó. Abi của mình là dài 2 mét, rộng 1,5 mét và cao 1,5 mét. Hiện tại là nuôi 2 đôi cô gái, 1 đôi chả mào, 1 đôi quế nâm, 1 con chẻ than và 1 con họa mi, lại vài con khuyên. Thì mình cứ thuần hết ăn cám, một loại cám này, nên là nó vẫn khỏe mạnh, thỉnh thoảng cho ít mồi tươi mới chuối vào nó. Trước còn nuôi mấy đôi sẻ quạt, nhưng mà sẻ quạt nó kiểu gì tự chết, nó cũng ăn cám rồi nhưng mà tự chết. Đứa gái kia tha gác làm ổ, nhưng mà thôi mình không để cho đẻ, cứ để cho nó cái chơi, giờ tách ra là đẻ nhưng thôi. Nên là bạn nào mà muốn không có thời gian nuôi mà vẫn muốn chơi được nhiều chim ấy, thì mình khuyên là nên lại, nhưng mà chim vẫn phát triển tốt, cứ thích thì ra ngắm thôi, vẫn vậy, nó vẫn hót cho mình nghe hàng ngày.